Ok, ạc này là ạc Sơn Tùng MTB đó, thế còn nữa là Sơn Tùng MTB sẽ như thế nào? Hôm qua donate lấy hơn mà nó đổ cho vết ăn bảo hiểm Giấu rồi tên nè. đạo y scan 10.000 đồng. Hôm qua donate anh lấy hên mà nó cho phát ăn bảo hiểm a Không à, em nẹn ơi, em ơi, bảo hiểm thì dư đá em ơi. Ôi, mày 694 à. Trời, nãy giờ vô ạc ai cũng 694 hết ta. Ai cũng hơn nó ta, ai cũng xấu cho mấy dí mấy này nó giàu ghê ta. Còn sự clip lưu trữ không, clip lưu trữ mở từ đây hết, mấy em cứ đăng ký trên link đăng ký á, mấy em đăng ký trên link đăng ký, tôi có ghim trong Discord lại ghim ở trên trang YouTube á, mấy em vô đăng ký thôi, tới lượt chờ tới lượt làm thôi, nhưng mà chờ tới lượt hơi lâu à. Hello Quang Hoàng, hello mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Không, mấy ạc này thoải mái mấy em ơi. Má nó quay chậm gì ta, nó quay cái red nó chậm gì mà nó cũng nổ đều luôn mấy anh em mà, nó nổ đều một đá một hồn, một đá một hồn, một đá một hồn luôn. Ồ, double. Kiếm Garou, kiếm Garou làm chi? Garou chỗ này nó ra thiếu mẹ gì, Garou chỗ này quay quay giấy đỏ nó ra thiếu gì mà đi kiếm Garou làm gì? Còn tháng nữa nó cập nhật lại cái vía tím rồi, trộn ra tướng liên tục luôn. Ôi má, ra tướng liên tục luôn mấy ông à. À ông mấy anh em ơi, bảo hiểm chơi cái duyên trời, mình phải tự mình phải ngạc nhiên đó là mình xui trong game thì mình đỏ ngoài đời mấy anh em ơi. Người ta điên tình đỏ bạc hay là thứ gì đó, nó phải có cái thứ gì để có qua có lại mấy anh em. Mình chơi game rồi mình giá cha, mình xui thì mình xui trong game thôi, mà đừng có xui ngoài đời là được. Nữa cái gì vậy, cái gì vậy, trời ơi má, sao mấy đứa này nó nổ đẹp không vậy ta, sao mấy đứa này nó nổ đẹp không vậy ta, nó nổ đẹp không vậy ta. 1.4 à, 1.4 à. Cái việc á, cái việc mà mấy anh em kêu á, bao nhiêu á, cái việc mà mấy anh em 300 hay là bao nhiêu mấy anh em nổ á, giờ mấy anh em cứ tính đi. Một con tướng ở Watch 2 á thì nó sẽ là rơi khoảng cỡ là rơi vào tầm là rơi vào tầm là khoảng cỡ là 7 viên đá và 7 viên đá và hai cái hồn. Đúng không? Thì trong bảo hiểm nó cho 3 viên rồi thì mấy anh em cần 4 đá và hai cái hồn là 6 cái, 6 cái bảo hiểm, mỗi cái bảo hiểm mấy anh em trung bình mấy anh em nhân cho 60 đi. 6 nhân 6 với 360 không thì mấy anh em quay dưới cái mốc 360 rồi mấy anh em hên. Trời ơi mấy anh em đừng có tính, mấy anh em đừng có tính ngược đời vậy mấy anh em ơi, mấy anh em đừng có tính vậy là chết đó. Chả qua là bây giờ ra cuối giai đoạn meta mấy anh em dư đá thôi, chứ còn mà một con tướng trung bình nó phải là 360 mấy anh em cứ tính đi. Tại xin vào Việt Nam mới chưa ra mắc bảo hiểm 300 mà chừng nào. Ôi trời, đụng lộn lộn tiếp luôn à. 180 giờ. Rồi. Ok. Thiếu cái hồn đúng không? Nè, nổ một viên đá rồi đó, một hồn này một viên đá rồi đó. Phát này nó ra đá rồi, xong phát sau nó mới ra hồn. Nãy giờ chưa có phát nào tỷ lệ mà một một đá một hồn, một đá một hồn hết. Chẳng lẽ ạc này có thể là hồn, một viên đá xong một cái hồn. Có lý nào? Có lý nào? Nổ chưa? Ui mày vẫn chưa nổ luôn à, đấm phát ở lâu ngày chưa đấm mấy anh em. Ôi hai đá mấy anh em, hai đá vẫn chưa, vẫn chưa, chưa tới red mà. Chưa mấy anh em, vẫn chưa. Ở cha đụng chỉ những ít một vậy. Bình thường em mà mấy thằng chung nó chơi bình thường đó. Ô, mẹ 7 sao vàng 4 sao tím không siêu kỹ đó, đen bóng quá trình 2 đó. Thì siêu kỹ nó sẽ gia tăng cái khả năng hồi 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 máu cho team. Team em chơi coi đi cây gì đâu có cần. Quay từ từ thôi cho nổi quá được phát mẹ. Thằng nào cầm cái cờ lê ban giùm tao, cái thằng ở đây có ai đang cầm cờ lê không, ban giùm anh cái thằng anh đẹp trai cái rồi. Lại mấy thằng lên sầm lồn nữa rồi đó. Đậu ban giùm anh cái thằng thằng nào đang cầm cờ lê. Đạt ơi, Đạt đang ngon không Đạt? Ban giùm anh. Ờ chết ơi, ban giùm anh thằng đó ơi, ban vĩnh viễn luôn đi em.
đừng có chặn nó làm gì, báo cáo vi phạm xong ban nó bên biển luôn em. Chỗ người ta đang vui em ơi, lên nó xàm lồn nữa. Ôi đó, phải như vậy mé, đúng có mấy thằng này xàm lồn vô là xàm lồn vô cái là nó hên liền à. Hổ một lần tôi đi mà tôi bậu luôn là tự nhiên là căng nó về liền với ông à. Mấy tự nhiên đang đi chửi nó ngon lành cháy bây giờ hết chấm chửi được luôn à. Mẹ tự nhiên đang chửi cái là ông bà kêu không có được, không có được, không được, phanh lại không có được. 301 vé, trời ơi ngon lành. Xong nha. Trời ơi mấy. Thôi không không, bận ban mấy anh em ơi. Gặp mấy thằng xàm lồn đó là phải ban mấy anh em. Để cho kênh nó sạch mấy anh em, đây là sân chơi của tôi mà mấy ông, trời ơi. Mày sân chơi giữa con người với nhau vậy chứ, chứ làm gì để cho mấy thằng đó vô nó ngủ nó xàm được. Thôi hồi vừa khít luôn mấy ông à. Mẹ vừa khít luôn à, vừa khít nó luôn còn dư 4 đá để chuyển qua meta sau luôn, hay thiệt. Khít đình lịch luôn à. Mạt này mạt nào mà ghê dữ vậy. Hoài ạc tướng nhiều vậy em không để ý tên. Hoài mẹ ủa ạc này ạc top silver đúng không trời. Má ơi vừa tôi mới để ý, trời ơi mẹ giờ tôi mới để ý, trời mẹ tôi tưởng nó ông này silver mới không à. Ôi má tôi ngồi tôi giỡn hoài tôi kêu bị Sơn Tùng MTV, trời má giờ mới biết là bị ông này ở question 1 bị ông này question 2 top 1 silver. Trời má hiền gì biểu xong hơn. Trời ơi má ơi mấy cha nội top 1 silver quay có bao giờ mà xui đâu. Ở giờ tôi biết luôn á mấy ông rồi. Thiệt. Đâu hồi nãy anh tưởng nó siêu mới, lúc tôi coi ông siêu mới tôi coi là tại vì có thằng siêu mới nó cũng để tên đi như vậy nè. Không, có một thằng siêu mới rồi siêu tôi lóc mặt nó tôi bắn á, để tên là Sky MTB, tôi tưởng đâu ông này để chết, tôi tưởng đâu siêu này tôi không để ý top. Xong tôi vô, ủa xong tôi vô tướng, ủa sao gì tướng đâu mà 5-6 tiếng nhiều quá vậy. Tôi vô tôi ngồi, xong rồi tôi vô tôi ngồi tôi chết thử à. Phải phải cứ à, phải top 1 silver luôn à, bữa nào bú nha. Bữa nào vô lớp mặt review nha. Trời ơi, rồi ok, xong mấy anh em.